Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ hai, ngày 27 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến vào dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên thu ngân sách đạt gần 17.000 tỷ đồng. Chú trọng phát triển Đảng trong học sinh. Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động trong mùa nắng nóng. Các địa phương thăm hỏi người tử nạn trong vụ cháy tại Trung Kính, thành phố Hà Nội, đồng thời tăng cường đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà trọ. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 03 ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số nội dung quan trọng khác. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường trình dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 03 ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình dự thảo quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các đại biểu đã tham gia ý kiến về các nội dung hỗ trợ đối với cây trồng trên đất nông nghiệp tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trước và sau ngày công bố kế hoạch sử dụng đất, hỗ trợ đối với tài sản gắn liền với diện tích đất không đủ điều kiện được bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ở có nguồn gốc do các hộ gia đình cá nhân lấn chiếm sử dụng, diện tích suất tái định cư tối thiểu, điều chỉnh một số câu từ trong dự thảo quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo đúng quy định. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 03 ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong đó, bổ sung đối tượng được hưởng chế độ bồi thường hỗ trợ tái định cư phù hợp với quy định điều chỉnh tài sản hỗ trợ gắn liền với đất mà đất đó không đủ điều kiện được bồi thường, điều chỉnh một số câu từ trong quyết định để làm rõ đối tượng được hưởng chế độ bồi thường hỗ trợ tái định cư, điều kiện hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đối với dự thảo quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí các nội dung tại tờ trình, đồng thời đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các sở ngành hoàn thiện quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành. Tính đến ngày 23 tháng 5, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt gần 17.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt gần 15.300 tỷ đồng, thu từ hải quan thông qua hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.665 tỷ đồng. Trong tổng số thu qua gần 5 tháng đầu năm cho thấy, số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng khi thị trường có tín hiệu khởi sắc, tiếp tục đà hồi phục trở lại, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu như may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí. Việc cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình sử dụng dịch vụ công, đồng thời giảm áp lực cho cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Với những lợi thế về nhiệt huyết và sự nhạy bén trong tiếp cận công nghệ thông tin, nhiều cán bộ trẻ trực tiếp phụ trách hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần tiên phong, xung kích trong công cuộc chuyển đổi số. Nhiệt tình thân thiện là những cảm nhận của mỗi cá nhân và tổ chức khi đến bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân xã Tư Dân huyện Khoai Châu giao dịch thủ tục hành chính về tư pháp, hộ tịch tại quầy phục vụ của công chức Vũ Thị Thu Huyền. Công dân đến được hướng dẫn làm thủ tục trên điện thoại một cách nhanh chóng, dễ hiểu. Đặc biệt với kinh nghiệm và những vấn đề nhận thấy được trong quá trình trực tiếp thực hiện hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp, chị Huyền đã đúc kết và dành thời gian viết 5 sáng kiến về giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, nâng cao số lượng hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại bộ phận một cửa cấp xã, trong đó có 4 sáng kiến được tỉnh và huyện công nhận, được Ủy ban nhân dân xã Tư Dân và nhiều địa phương áp dụng mang lại hiệu quả cao. Chị Huyền rất là niềm nở, rất là nhiệt tình, hướng dẫn của chị rất là dễ hiểu, khiến tôi làm rất nhanh,
và không mất nhiều thời gian. Địa phương của chúng tôi thì hiện tại đang áp dụng rất là thành công cái sáng kiến của đồng chí Huyền. Tốc độ để giải quyết về nộp online cho công dân thì sẽ cao hơn. Chúng tôi có thể giải quyết chưa đến một phút cũng đã xong là một thủ tục hành chính cho công dân. Khi tiếp nhận đến dịch vụ công trực tuyến thì lợi ích đem lại đối với cơ quan nhà nước thì như thế nào? Lợi ích cơ quan đối với người dân thì như nào? Lợi ích đem lại như thế thì tôi rất là tâm huyết là muốn tuyên truyền vận động đến người dân để tham gia cái thủ tục dịch vụ công trực tuyến. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban Nhân dân xã Toàn Thắng, huyện Kim Động được bố trí 5 công chức trẻ, đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Là một trong những xã đông dân nhất của huyện Kim Động, lượng thủ tục hành chính giao dịch mỗi ngày nhiều, nhưng thời điểm này, các công dân đến đây đa phần chỉ để lấy kết quả thủ tục hành chính, đã tự thực hiện trực tuyến tại nhà. Đây chính là kết quả từ sự kết hợp song song, việc hướng dẫn cách đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, và các bước làm thủ tục hành chính trực tuyến đối với những người dân trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân xã và hướng dẫn tại cơ sở thôn mà các cán bộ công chức trẻ tuổi ở đây đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Nhờ đó, trong năm 2023, xã đã tiếp nhận gần 4.000 hồ sơ, 100% giải quyết trước và trong hạn. Tôi đến làm cái thủ tục chứng thực thì tôi thấy là đến nơi thì chị hướng dẫn làm sử dụng trên điện thoại rất là nhanh, và sau này thì tôi sẽ không cần phải đến tận nơi để làm nữa mà chỉ cần ngồi nhà mình cũng có thể làm mà chỉ mất có mấy phút. Bản thân các công chức cũng đã thường xuyên tập huấn, đặc biệt là sử dụng cái công nghệ để phục vụ trong cái công tác này cũng rất tốt, cũng nhiệt tình hướng dẫn đối với người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đóng vai trò quan trọng nhằm tăng hiệu quả minh bạch trong cung ứng dịch vụ hành chính công. Sự tích cực phát huy lợi thế về tiếp cận công nghệ thông tin của nhiều cán bộ công chức trẻ ở các xã phường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã và đang góp phần giúp Hưng Yên sớm thành công trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền. Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng cho học sinh trung học phổ thông là nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng lực lượng đảng viên kế cận, giàu tri thức, bản lĩnh. Với các đảng viên tuổi 18, việc được kết nạp vào đảng là một vinh dự lớn, cũng là khởi đầu của hành trình không ngừng tu dưỡng bản thân, nỗ lực vươn lên, ghi nhận tại Đảng bộ thành phố Hưng Yên. Hôm nay, 15 học sinh ưu tú của trường Trung học phổ thông Hưng Yên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là dấu mốc đầy vinh dự, tự hào với những học sinh trung học phổ thông vừa tròn 18 tuổi. Hiện tại cảm xúc của em vô cùng là vinh dự và tự hào, và đây là bước ngoặt đặc biệt trong cuộc đời của mỗi cá nhân con người, một cái dấu mốc mà em nghĩ là trong suốt quãng đời học sinh cũng như còn lại em sẽ không bao giờ quên được. Trong quá trình học tập, em lần lượt đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử, giải ba học sinh giỏi quốc gia. Và hôm nay khi được lựa chọn đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, em rất vui mừng và lấy đó làm vinh dự để làm nỗ lực để phấn đấu. Mặc dù là năm học đầu tiên thực hiện công tác bồi dưỡng kết nạp đảng trong học sinh, song do nhiều năm qua, nhà trường luôn chú trọng tạo môi trường để học sinh rèn luyện, khẳng định bản thân, nên đến nay, việc phát hiện nhân tố để tạo nguồn phát triển đảng của trường Trung học phổ thông Hưng Yên cơ bản thuận lợi. Trường Trung học phổ thông Hưng Yên rất là chú trọng rèn luyện đạo đức cũng như là bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho học sinh, không phải chỉ qua những giờ học chính khóa mà thông qua rất là nhiều các cái hoạt động ngoại khóa trong nhà trường dưới các cái hình thức sinh hoạt tập thể cũng như là các cái hình thức xây dựng các cái câu lạc bộ, có rất là nhiều các cái nhân tố học sinh ưu tú nên cũng có rất là nhiều các cái thuận lợi. Trong dịp này đã có 27 học sinh ưu tú ở hai trường Trung học phổ thông Hưng Yên và Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với việc chủ động tạo nguồn của các nhà trường, Thành ủy Hưng Yên cũng có những định hướng chỉ đạo kịp thời như chương trình bồi dưỡng chính trị cho các em được tổ chức linh hoạt vào các ngày cuối tuần. Đây cũng là một niềm vinh dự rất là đặc biệt đối với em. Em cũng muốn truyền tải đến tất cả các bạn bè hưởng ứng cái tinh thần tích cực này, ngày càng nỗ lực cố gắng hơn nữa có thể trở thành một đảng viên để góp phần xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Trong đợt 19 tháng 5 vừa qua thì Đảng bộ trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên đã kết nạp được 12 học sinh ưu tú vào Đảng, và điều này là cần thiết để tiếp thêm sức mạnh cho các chi bộ, tạo sức trẻ cho các chi bộ trong nhà trường. Dự kiến đến hết tháng 5 năm 2024 sẽ có thêm 14 học sinh trên địa bàn thành phố Hưng Yên được kết nạp vào đảng. Trong năm học này, trường Trung học phổ thông Quang Trung đã lựa chọn được 3 em học sinh tiêu biểu để bồi dưỡng và kết nạp đảng. Đây chính là những hạt nhân để lan tỏa lối sống tích cực đến thế hệ trẻ. Việc chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và tổ chức kết nạp đảng viên là học sinh
giúp bổ sung lực lượng, tạo nguồn lực đảng viên trẻ và chất lượng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ thành phố Hưng Yên. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng ngày 26 tháng 5, Thư viện tỉnh Hưng Yên phối hợp với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình Hè vui đọc sách với chủ đề Sách chắp cánh ước mơ cho em. Tham gia chương trình có trên 200 em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hưng, trường trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, các bậc phụ huynh và bạn đọc của Thư viện tỉnh. Chương trình Hè vui đọc sách diễn ra với nhiều nội dung phong phú, giới thiệu sách, viết cảm nhận về sách, giao lưu, nói chuyện chuyên đề về sách và văn hóa đọc với diễn giả Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, diễn giả Nguyễn Quốc Vương. Các hoạt động trò chơi trí tuệ đố vui có thưởng. Đây là hoạt động nhằm tạo cho các em có một sân chơi bổ ích lành mạnh trong dịp hè, đồng thời khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ, từ đó khuyến khích thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường, cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách cho các em học sinh. Thời tiết đã bước vào mùa nắng nóng với nền nhiệt độ cao gây ảnh hưởng đến đời sống cũng như sức khỏe của người lao động trong các nhà máy, xưởng sản xuất. Vì vậy, tại nhiều doanh nghiệp, công đoàn cùng ban lãnh đạo công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp chống nóng, giải nhiệt, giúp người lao động đảm bảo sức khỏe và chuyên tâm làm việc. Đặc thù nhà máy không thể lắp đặt điều hòa do dây chuyền sản xuất mở, quy mô rộng với nhiều công đoạn từ pha trộn đến đóng gói các loại thức ăn chăn nuôi. Vì thế, doanh nghiệp này đã chủ động lắp đặt quạt gió công nghiệp để đảm bảo sức khỏe người lao động. Các chế độ trong dịp nắng nóng này cũng được quan tâm tới công nhân. Thời gian mà từ tháng 5 đến tháng 8 là cái mùa nắng nóng cao điểm, thì ban chấp hành công đoàn công ty cũng đã có những cái chế độ như là bổ sung những cái nước uống để giải nhiệt cho cán bộ công nhân viên, chế độ đường, sữa, bánh mì, tức là thức ăn bổ sung cho ca đêm ngoài cái bữa ăn chính. Dù không làm việc trực tiếp dưới trời nắng nóng, nhưng đối với công nhân sản xuất trong lĩnh vực may mặc, mùa hè luôn là khoảng thời gian vất vả khó khăn nhất bởi mật độ công nhân trong xưởng đông, nhiều thiết bị máy móc và lượng sản phẩm nhiều, do đó môi trường dễ trở nên ngột ngạt, nóng bức hơn. Trước thực tế này, doanh nghiệp may mặc này đã chủ động kiểm tra trang thiết bị làm mát, sửa chữa thiết bị hỏng, xuống cấp để đảm bảo vận hành ngay từ đầu hè. Cùng với đó là trang bị hệ thống hút bụi, giảm tiếng ồn và quạt mát cá nhân các bộ phận may. Với thời tiết lắng nóng như này, ban lãnh đạo công ty chúng tôi rất quan tâm đến đời sống công nhân, có bữa ăn phụ như là nước chanh đường trong giờ giải lao và có khu vực làm giàn mát cho công nhân được mát hơn. Cùng với nỗ lực làm mát không khí nhà xưởng, chế độ ăn uống nghỉ ngơi của công nhân lao động các nhà máy trong mùa hè cũng có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện thời tiết. Cụ thể như chủ động thay đổi thực đơn với các món ăn thanh mát, bổ sung nước, sữa chua, hoa quả cho công nhân lao động trong các bữa ăn. Thực đơn nào mà công nhân mà thích ăn ấy thì công ty sẽ cho nhiều hơn, thay đổi bữa ăn hoa quả trắng miệng ấy, ví dụ như là không thì sữa chua, không thì sữa hấu, thì củ đậu hoặc mía hoặc là cam quýt theo mùa. Đối với công ty Hitachi chúng tôi thì công nhân viên chính là tài sản đáng quý nhất của công ty. Quan trọng nhất đấy là các cái chế độ phúc lợi phải luôn luôn đảm bảo cho công nhân viên. Thứ hai nữa là cái môi trường làm việc phải đảm bảo an toàn. Cái chất lượng ăn cũng như là bữa cơm của từng công nhân viên cũng phải được cải thiện để làm sao mọi người cảm thấy vui vẻ. Về giải pháp lâu dài, một số doanh nghiệp cũng quan tâm đến việc bổ sung hệ thống cây xanh hồ nước để điều hòa không khí, nhất là trong mùa nắng nóng. Dù chi phí sản xuất cho mùa nắng nóng tăng lên do hệ thống điều hòa, quạt mát hay tăng thêm thực đơn cho người lao động, song đối với doanh nghiệp, đây là khoản đầu tư cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe, cải thiện môi trường và thu hút cũng như giữ chân người lao động. Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Khói Châu có nhiều chuyển biến, không còn phức tạp nổi cộm. Đó là kết quả đánh giá tại hội nghị triển khai thực hiện đề án chuyển hóa xây dựng xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức sáng nay. Năm 2023, Công an huyện đã phát hiện bắt giữ và triệt phá 58 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chân ma túy, vận động 21 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện, 100% cơ quan đơn vị trường học không có ma túy, thực hiện đề án chuyển hóa xây dựng xã phường thị trấn không có ma túy, huyện Khói Châu triển khai thực hiện thí điểm chuyển hóa xây dựng địa bàn các xã Bình Kiều, Nhuế Dương, Đông Ninh, Đại Tập và Ông Đình không có ma túy.
nhóm các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được huyện đề ra gồm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động một cách sáng tạo các đường lối chính sách pháp luật về công tác phòng chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân. Chủ động phân tích, nắm tình hình để ngăn chặn kịp thời, làm tốt công tác rà soát thống kê và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và công tác cai nghiện tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh các loại chất thuốc gây nghiện. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên đến các tập thể cá nhân trong công tác phòng chống ma túy. Vừa qua, lãnh đạo hai huyện Văn Lâm và Văn Giang cùng các ban ngành đoàn thể của huyện đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình có người thân tử vong trong vụ cháy tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trước đó, tại ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xảy ra cháy. Trong đó, có anh Nguyễn Xuân Ca, sinh năm 2001, trú tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm bị tử vong. Đại diện lãnh đạo huyện Văn Lâm ân cần thăm hỏi và chia buồn sâu sắc với nỗi đau mất mát của gia đình, đồng thời trao 18 triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình anh Ca. Thăm hỏi động viên gia đình anh Trần Quang Khải, sinh năm 1998, ở thôn Đăng Ngưu, xã Tân Tiến, là một trong số 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy. Đại diện lãnh đạo huyện Văn Giang đã trao hỗ trợ số tiền 18 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 1 triệu đồng. Cũng trong dịp này, lãnh đạo chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã Tân Tiến đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ mất mát đau thương đối với gia đình nạn nhân. Thưa quý vị, từ những vụ cháy nhà trọ, chung cư mini gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian qua, cho thấy cần phải siết chặt việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình, trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân nếu sự cố cháy xảy ra. Ghi nhận tại huyện Văn Lâm, một trong những địa phương có số hộ kinh doanh nhà trọ nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Thị trấn Như Quỳnh, ngoài nguy cơ cháy nổ từ các hộ kinh doanh tái chế nhựa, thì trên địa bàn có hơn 200 hộ kinh doanh nhà trọ. Các nhà trọ thường diện tích từ 15 đến 20 mét vuông. Do bố trí một tầng nên hầu hết người thuê trọ ở đây vẫn đun nấu trong phòng, nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ rất cao. Gia đình tôi cũng tuyên truyền thường xuyên là cho các anh em là phòng cháy chữa cháy tốt, những thiết bị là ga trong nhà là đun xong là phải khóa ga vào. Nhà tôi là thiết kế điện là mỗi một phòng là áp riêng phòng ấy. Ví dụ như là có chập cháy chăng nữa là phòng nào sửa chữa là không ảnh hưởng gì đến phòng khác. Khác với khu nhà trọ ở thị trấn Như Quỳnh, khu nhà trọ này của gia đình anh Doanh ở thôn Nhạc Biếu, xã Lạc Hồng được xây dựng quy mô 4 tầng khép kín với 20 phòng cho thuê. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn cho mình, cho người thuê trọ, anh Doanh đã đầu tư hệ thống báo cháy tự động nên cả chủ nhà và người thuê trọ đều rất yên tâm. Khu nhà trọ này chỉ là số ít trong các nhà trọ trên địa bàn huyện được đầu tư bài bản. Cái là mình quán triệt liên tục là ví dụ như kể cả về phía tất cả các người nước ngoài ở là liên tục kiểm tra phòng. Tuyên truyền là ví dụ thứ nhất là đồ đạc phải gọn gàng. Chủ nhà cũng hướng dẫn phòng cháy chữa cháy với những cái bình ga nhỏ đấy là cũng có hết tất cả mọi cái là hướng dẫn những ai ở đây hướng dẫn hết mà. Thống kê toàn huyện Văn Lâm có trên 600 cơ sở kinh doanh nhà trọ với hàng vạn phòng cho thuê, tập trung chủ yếu tại một số địa phương như thị trấn Như Quỳnh, các xã Trưng Chắc, Tân Quang, Lạc Hồng, Đình Dù, Minh Hải. Dù những năm qua chưa xảy ra vụ cháy nào liên quan đến nhà trọ, nhưng công tác phòng cháy chữa cháy ở các nhà trọ luôn là vấn đề cần quan tâm. Năm 2023, Công an huyện đã tổng kiểm tra các khu nhà trọ và lập biên bản 61 trường hợp và xử phạt với số tiền gần 560 triệu đồng. Trong đó, có 10 lỗi vi phạm về lối thoát nạn, không đủ số lượng và trang bị hệ thống báo cháy, không đủ tiêu chuẩn. Theo kế hoạch của Công an tỉnh, thì thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với phòng PC07 tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, huấn luyện những kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy đối với người dân trên địa bàn, trong đó có loại hình cho thuê trọ. Nguy cơ cháy nổ dù đã được cơ quan chức năng, địa phương thường xuyên cảnh báo, tuyên truyền, nhưng vì nhiều lý do, người dân vẫn đang phải sống chung với hiểm họa tư lửa. Hãy bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh trước những tình huống không may xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ, tai nạn, sự cố gây ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.